Chào anh em, đây là cái bom hộp số của Ly Hợp này anh em. Cái bom hộp số này. Cái này là xài hộp số dầu, nó rất là ngon nha anh em. Nên anh em cân nhắc việc chế cano hoặc là độ chế thuyền chạy gì đó, mua cái này gắn vô chạy rất là ổn luôn.